Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn. Dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang. Quy mô dự án có tổng chiều dài hơn 10 km với tổng số vốn là 635 tỷ đồng, được mở mới theo tiêu chuẩn đường đô thị, kết nối khu vực nội thành phố Tuyên Quang với trung tâm huyện Yên Sơn, các cơ quan hành chính của tỉnh, các nhà máy chế biến, công nghiệp và là tiền đề hình thành, phát triển khu đô thị mới gắn kết chặt chẽ với khu trung tâm thành phố.